Chuyến tàu mang mã số 2022 sắp cập bến. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Chúc mừng những bạn lớp 12 đã sắp hoàn thành cái chặng đường 12 năm đẹp nhất cơ thể thanh xuân trong cuộc đời của mọi người. Chúc cho mấy bạn sau này sẽ luôn thành công và sẽ mãi mãi luôn nhớ về nhau nhé. Vì mình biết á, cái đoạn đường phía trước nó, khi mà có những cái khó khăn, khi mà có những cái thử thách á, thì đây chính là cái khoảng thời gian mà bạn muốn quay trở lại nhất. Và dĩ nhiên cái điều đó là không thể rồi, đúng không? Cho nên là hãy trân trọng từng cái phút giây cuối cùng khi mà vẫn còn được ngồi cạnh nhau nhé. Cố lên!